Chào tất cả các bạn, hôm nay bọn mình sẽ có một cuộc thi là làm bánh từ khoai, tất cả là từ khoai nha các bạn. Khoai nhớ cái mà. Bây giờ bọn mình sẽ làm nha các bạn, trong vòng 1 tiếng. Bây giờ bọn mình sẽ chọc khoai nha các bạn. Đây mình sẽ lấy 2 củ này nha các bạn, đây mình sẽ lấy 2 củ này. Rồi bây giờ mình sẽ cắt. Mình chỉ còn lấy cái chỗ thối này đi thôi. Mình sẽ giải bỏ bởi vì còn rửa rồi. Cái này thối đúng không? Ok, sang bên này, vừa cho nó này. Bây giờ mình tắt đi chị, gọt xong rồi quay tiếp. Bây giờ mình sẽ cắt miếng như khoai tây chiên luôn này. Cứng quá. Cắt miếng nhỏ thôi. Bây giờ mình sẽ cắt cái đầu đít của nó đi. Thái mấy cái chỗ thối này. Đúng đấy. Trời đất các bạn ơi, nó thối. Thối gần hết luôn. Đúng rồi. Hay là lấy quả củ cải. Để xem nó có thối nhiều không. Nếu mà ít thì không. À đù, con sâu lắm nhỏ. Nhúc cả. Mình gọt hết vỏ cơ. Xong rồi một lúc mình còn cho lên luộc nấu nữa. Chắc là phải lấy củ mới rồi. Củ đấy sâu hết rồi. Bây giờ chọn củ nha. Tiết mục chọn củ. Trời đất, mấy cái củ nó bé tí. Củ vừa bé lại còn vừa sâu. Ừ. Hầu như là củ này cũng sâu luôn á. Cái củ này như cái mít luôn này. Đúng rồi. Này. Đây bây giờ mình sẽ gọt hết vỏ ra. Hơi lâu các bạn. Mình sẽ lấy cái này gọt nó nhanh hơn chứ cái kia gọt chừng lẽ mới lại khó đấy bạn ạ. Đây mình làm một củ xong rồi mình tiếp tục gọt 2-3 củ này nha các bạn. Và mình sẽ bổ những cái bé ra để luộc cho nó nhanh chín chứ không là nó chỉ có 1 tiếng để làm xong rồi trong điểm nha các bạn. Mình sẽ bổ cái bé này. Đây, bây giờ mình sẽ cho lên luộc, là còn củ nữa. Ok. Đây, bây giờ mình sẽ bật bếp lên rồi. Cho nó tắt ăn. Đây, mình gọi bếp thôi. Đây, thả vào nồi. Bây giờ mình có một khoai chắc chứ. Bây giờ mình sẽ lấy nước nha các bạn. Cái này để luộc khoai cho nó chín. Mình đã quen cách làm nên mình lấy cái công thức mình đóng. Đầu tiên là cắt vỏ, cắt vỏ thứ hai cắt miếng, thứ ba cho bột pha loãng rồi cho khoai vào, xong cho lên chiên rồi. Ok mọi người. Bây giờ mình hết bột chiên rồi, không có bột chiên rồi nên mình lấy cả bột mì nha các bạn. Cho năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Đầu tiên là cho bột vào xong rồi pha loãng. Nó hơi sền sệt một tí. Bây giờ mình sẽ cho nước vào này. Mình cho khoái. Khoái đều lên. Vừa đổ vào khoái này. Đổ vừa. Đổ tí.
quái nha. Nó cứ giờ mình sẽ lấy bột ở đây trên, nó không bị dính một xíu. Mình sẽ đổ thêm nước vào. Mình đã quái xong rồi nha. Bây giờ mình sẽ ăn chiên cho các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy cái chảo để chiên nha các bạn. Đấy, xong rồi. Bây giờ mình sẽ đổ dầu ra nha các bạn. Bây giờ mình sẽ vặn ra nha. Ok. Bây giờ mình sẽ nhúng khoai vào để mình cho lên chiên nha các bạn. Gặp đều tay. Đủ. Nó giòn quá. Rất là tương tự như này nha các bạn. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ xem cái của mình xem nó chín chưa nha các bạn. Chờ cái bột khoai này. Ôi, nó vẫn cứng lắm các bạn. Ở bên ở trong ấy. Chưa bên mềm ở bên ngoài thôi. Mình đợi cho nó chín rồi mình sẽ mang ra nhồi bột. Để cho nó chín. À để cho hình tròn hoặc hình gì đấy xong rồi cho lên chiên nha các bạn. Theo một giấc mơ luôn đau. Từ khi còn bé thì tôi tự hỏi trong tâm trí anh tôi sẽ được đâu. Dày vò thêm bao lâu cho một con người thì nó sẽ đáng. Ước mơ của tôi là anh nhưng anh đang mơ. Bây giờ mình sẽ giật khoai. Ui, này, ui. Nó bắn các bạn. Rất là không ổn. Mình làm tương tự như này hết đó, để chờ cho nó, để cho lên chảo chiên, chờ cho nó để cho ra đĩa và trang trí. Thì trang trí để con chấm kiểm nha các bạn. Rất là không ổn đâu. Nhưng mà là chỗ bếp nó hơi bẩn một tí. Nhưng mà các bạn thông cảm cho bọn mình nhé. Chín rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy nó xuống rồi. Cho bột nặng. Cho bột phần nặng. Rồi mình sẽ vớt hết ra nha các bạn. Nó chín từ lúc nãy rồi, bây giờ mình mới lấy ra được. Bây giờ mình sẽ lấy bột ra nha các bạn. Đây, bây giờ mình sẽ lấy bát ra. Đây nha các bạn, bây giờ mình sẽ cho khoai vào rồi mình dằm ra. Bây giờ mình sẽ cho vào đây. Cho vào bát dằm ra, vỡ làm đôi là toang luôn đấy các bạn. Đây. Mình sẽ giã cho thật mềm và dẻo ra. Xong mình cho bột vào nha các bạn. Đây, nó dẻo dẻo nha các bạn. Nhưng mà nó vẫn chưa được các bạn ạ. Đây, bây giờ mình sẽ lấy cái này ra để cho vào bát xong rồi cho bột vào trộn lên nha các bạn. Trời, nó dính quá. Kiểu giống cháo với em bé nhỉ? Ờ. Nó đúng. Mềm mềm. Giống. Cái này nhà mình hay giã nghĩa cái này là nó không vặt các bạn. Bây giờ mình sẽ cho bột vào nhé các bạn. Đây mình sẽ cho bột mì vào. Kia ơi. Đã. Đây. Bây giờ mình sẽ trộn đều lên nha các bạn. Còn lúc mình cho cả đường vào nha các bạn. Để cho nó ngọt. Màu. Mình phải trộn đến khi nào nó không đứng tay nữa. Màu. 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 Chọc màu. Few moments later. Cho thì nó ngọt. Mình nếu mà cái gì đây thì sẽ nó thì cho tới đây. Mà
bạn hình tròn nha các bạn. Hay. Cứ vào viên đi này. Bình minh đó nơi chúng ta đã tựa đầu vào vai nhau, giờ đây đã trở thành hoàng hôn buông xuống hai mái đầu. Mình đứng ở giữa con dốc, mình cố ngăn sẽ không khóc, mà nước mắt cứ vô thức rơi tràn bờ mi em. Từ ngày mai em sẽ phải bước trên đường về chia hai, từng ký ức hạnh phúc về anh buông tiếng em thở dài. Hạnh phúc anh ước mơ đó, hạnh phúc mà em không có, nhờ gió mang đến câu chúc anh bình an. Đây 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 nha các bạn, một mẹ nữa. Bây giờ mẹ thứ ba nha các bạn. Cái mẹ này nó xong. Ok. Tắt xong rồi. Tắt luôn ở đây. Tắt được quá này. Nhìn như con ốc ấy. Cái sổ u có về đâu này? Nhìn đã mà. Ok. Đây nha các bạn. Bây giờ Hân sẽ lấy cái này về để trang trí, còn mình sẽ đi lấy hoa đậu biếc nha các bạn. Đây mình sẽ hái hoa đậu biếc bông nào đẹp đẹp xong mình trang trí rồi chấm điểm nha các bạn. Đây mình sẽ hái hai ba bông gì đấy đây cho các bạn. Giờ mình sẽ vào trang trí nha các bạn. Các bạn ơi, đây là cái của mình, còn kia là của Hân nha. Bây giờ mình sẽ trang trí này, bây giờ mình sẽ để xuống đây mình trang trí nha. Đây bây giờ bọn mình sẽ trang trí nha các bạn. Bất ổn quá, từ từ mình đi lại nhé. Mình cũng đi hái hoa tiếp đây. Đây nha các bạn. Đây.
Mày biến. Ok, ổn ổn chưa các bạn? Ôi, em chưa xong. Đây nha các bạn, bây giờ bọn mình sẽ cho tương ớt vào. Nè, của hơn. Ủa này đó. Tuyệt là vời. Mình sẽ quay một vòng cho các bạn xem nhé. Đây. Ngon chưa các bạn? Mỗi người có một vẻ khác nhau nhé. Các bạn thấy ai đẹp hơn thì các bạn hãy bình luận cho bọn mình biết nhé. Không cần bình luận, em đã biết ai đẹp hơn đấy. Cái này trắng trắng kiểu giống như mỡ. Nhưng mà đây là bột đông. Cái này là bột. Đúng rồi, mấy... bột mì các bạn. Tại vì không có bột chiên giòn á. Còn của mình kiểu bên trong thì dẻo, bên ngoài thì giòn. À không giòn mấy. Còn nó... Của mình có một nhóc là trong đó. Ở đây này. Cháy nửa à. Cháy nửa miếng rồi. Quá là chiều. Đây là bọn mình sẽ chấm điểm nha. Bên này thì hơi bị bóng đêm một chút, nhưng mà để mình của thấy chị cũng chả khác gì thôi. Cái bóng nhưng đêm. Mà mình thấy thấy trang trí cũng đẹp, thì để mình ăn xem có ngon không nha các bạn. Mình cũng sẽ thử. Đây mình lấy cái bề bề ăn này thôi. Đời, bỏng quá. Dẻo dẻo, dai dai. Nói. Bên ngoài giòn nhỉ. Mềm mềm. Mình chấm cho hơn 8 điểm nha các bạn. Còn mình chấm rất ngon 9 điểm. Được. Bây giờ bọn mình sẽ múc vàng nha các bạn. Đây. 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 À, cái này là ăn thêm tiếp. Đậu đường nha các bạn. Cái này rất giòn luôn. Khi nào cái của hơn thì ăn ở bên trong nó bùi bùi mềm mềm. Ừ. Đúng lắm. Còn cái của chị nó dẻo dẻo dai dai ngon.